Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trong video tiếp theo về hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh với phần mềm Canon DPP. Trong video trước, mình đã chia sẻ với các bạn cách chỉnh sửa hình căn bản với phần mềm này. Trong video này, chúng ta tìm hiểu cách chỉnh sửa nâng cao hơn để có một bức hình chất lượng cao và đúng ý của chúng ta nhất. Cũng tương tự, các bạn hãy lựa chọn bức hình muốn sửa, sau đó lựa chọn tính năng như ở trên màn hình. Trong tất cả các tính năng, chúng ta luôn có một màn hình phụ để chúng ta coi được chi tiết và độc lập với màn hình chính để chúng ta chỉnh sửa được dễ dàng hơn. Ví dụ như ở trong phần này, mình muốn coi chi tiết hơn, mình muốn phóng lớn hơn thì hoàn toàn có thể thao tác ở trong đây mà không ảnh hưởng đến bức hình lớn ở ngoài. Nếu các bạn để ý, khi chúng ta chụp ở trong những môi trường ánh sáng không tốt hoặc là chúng ta chụp với ISO cao, chúng ta phơi sáng không đủ thì bức hình của chúng ta sẽ xuất hiện những hạt nhiễu, làm chất lượng hình không được như mong muốn. Thì tính năng này sẽ giúp bạn xử lý những hạt nhiễu đó để bức hình của chúng ta trông mịn màng hơn. Tính năng đầu tiên đó là khử nhiễu ánh sáng khi các bạn chụp trong những môi trường ánh sáng không tốt. Như các bạn đang thấy, khi mình kéo tính năng này lên thì các điểm ảnh ở trong bức ảnh này sẽ được xử lý và trở lên mịn hơn, có độ tương phản thấp hơn. Nếu như các bạn sử dụng với ISO cao thì tính năng này thật sự hữu ích. Nhưng các bạn cũng không nên lạm dụng tính năng này khi các bạn kéo quá cao. Thì phần mềm của chúng ta khử nhiễu rất là mạnh. Bức ảnh của chúng ta trở lên kém sắc nét, kém chi tiết. Các bạn chỉ cần giảm hết những hạt nhiễu mà các bạn muốn và dừng lại là được. Ngoài ra phần mềm của chúng ta còn một tính năng nữa là khử nhiễu liên quan đến màu sắc. Đôi khi chụp trong những môi trường ánh sáng khó, những điểm ảnh của chúng ta sẽ bị thay đổi màu sắc một cách bất thường, không còn đúng như thực tế nữa, thì các bạn có thể sử dụng tính năng này để thay đổi và giảm những hạt nhiễu đó. Khi các bạn sử dụng tính năng khử nhiễu thì bức hình của chúng ta sẽ kém nét hơn một chút. Để lấy lại độ nét cho bức hình, phía dưới chúng ta có tính năng làm nét cho bức hình. Tính năng này liên quan đến phần chỉnh sửa ảnh cơ bản. Khi các bạn chỉnh sửa ở trong đây thì bên phần chỉnh sửa ảnh cơ bản cũng thay đổi theo. Ok, như vậy là các bạn đã hiểu về tính năng khử nhiễu ở trong phần mềm Canon DPP khi chụp và chỉnh sửa hình. Chắc hẳn bạn nào cũng biết về một tính năng cực kỳ hữu dụng và cực kỳ mạnh. Tính năng này sẽ giúp bạn kiểm soát được rất nhiều thứ ở trong bức hình, từ độ sáng của tổng thể bức hình, độ sáng từng màu, độ tương phản, rất nhiều thứ khác. Và bạn có thể sử dụng tính năng này để blend màu cho bức hình cũng được luôn. Tại đây các bạn thấy chúng ta đang đánh dấu vào tính năng là RGB. Với hai lựa chọn như thế này, chúng ta có thể tăng giảm độ sáng cho tổng thể của bức hình. Phần Black và phần Shadow mình muốn giảm độ sáng đi, thì bức hình của chúng ta có độ tương phản tốt hơn. Phần Highlight và phần White chúng ta cũng có thể thay đổi tương tự như vậy. Các bạn cũng có thể nhập các thông số vào trong khu vực này theo như các bạn muốn. Thông số của chúng ta có các giá trị từ 0 tới 250 năm. Như vậy là với tính năng này, chúng ta có thể kiểm soát độ sáng cho bức hình, độ tương phản, chi tiết từng màu ở trong bức hình đó. Đôi khi chúng ta muốn chỉnh sửa riêng một màu nào đó về cường độ, độ sáng thì chúng ta có thể sử dụng tính năng tiếp theo ở trong đây. Mục đầu tiên là các bạn chỉnh sửa cho toàn bộ bức hình. Các bạn có thể thay đổi các màu sắc đó trong phần Hue. Tính năng này sẽ áp dụng lên toàn bộ bức hình. Các bạn có thể thay đổi Saturation. Khi các bạn kéo về 0, bức hình của chúng ta sẽ trở về đen trắng. Càng kéo sang bên tay phải, bức hình của chúng ta sẽ có màu sắc ngày càng đậm hơn. Mục đích của phần này là mình chia sẻ với các bạn cách kiểm soát từng màu riêng biệt. Ví dụ, mình muốn tăng giảm màu xanh da trời thì mình có thể chọn vào phần Blue. Trong phần Blue, chúng ta có thể đổi màu xanh da trời sang các màu khác. Kéo sang bên trái một chút thì các bạn đã thấy màu xanh da trời của chúng ta đã thay đổi rất là nhiều. Tất cả những khu vực nào có màu xanh da trời ở trong bức hình này sẽ thay đổi theo. Kéo qua bên tay phải để các bạn cùng thấy nha, màu xanh da trời của chúng ta cũng khác. Ở trong màu xanh da trời, chúng ta có thể chỉnh riêng phần Saturation cho màu này một chút thôi, trông bắt mắt hơn khá là nhiều đúng không? Ngoài chỉnh Hue và Saturation cho phần Blue này, các bạn có thể thay đổi độ sáng cho màu Blue cũng được, bằng cách kéo vào đây, càng qua bên trái thì càng tối, qua bên phải thì càng sáng. Rất là dễ.
Ngoài ra, các bạn có thể áp dụng cách này cho nhiều màu khác nhau nữa. Chúng ta còn một tính năng cũng khá là hay nữa, gần giống với tính năng Brush ở trong Photoshop. Với tính năng này, các bạn có thể tăng giảm độ sáng cho từng khu vực ở trong khung hình mà các bạn lựa chọn. Để bắt đầu sử dụng, các bạn hãy lựa chọn công cụ giống như mình ở đây. Tại đây chúng ta có lựa chọn là kích thước Brush chúng ta muốn dùng. Ok, các bạn thấy khi mình lựa chọn ở đây thì kích thước sẽ thay đổi. Các bạn đang nhìn thấy hai vòng tròn ở trên khung hình đúng không? Có nghĩa là phần Blur Radius ở đây. Khi chúng ta thay đổi thì khoảng cách giữa hai vòng tròn này sẽ thay đổi để làm cho Brush của chúng ta trông tự nhiên hơn. Các bạn có 5 lựa chọn, đó là 5 chiếc Brush khác nhau. Các bạn có thể chỉnh sửa độc lập 5 khu vực khác nhau. Trong mỗi công cụ mà các bạn lựa chọn, các bạn có thể tăng giảm độ sáng, độ tương phản, hue, saturation. Sau khi đã lựa chọn được kích thước các bạn mong muốn, thì các bạn chỉ việc click vào đây. Bức hình của chúng ta sẽ sáng hơn, đúng ý như chúng ta muốn. Các bạn có thể nhấp và kéo. Ở trong bức hình của chúng ta thường có nhiều khu vực khác nhau nữa. Chúng ta muốn sử dụng công cụ này được độc lập hơn thì các bạn có thể nhấn qua bên này. Rồi, số 2. Chúng ta muốn tăng vùng này sáng lên một chút, kéo vào đây. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy nhiều vùng ảnh của chúng ta đã được chỉnh sửa một cách hoàn toàn độc lập. Các bạn muốn biết hiệu ứng như thế nào thì các bạn nhấn vào hình con mắt. Bật và tắt. Bật và tắt. Chắc hẳn đôi lần các bạn đã muốn xóa một phần nào đó ở trong bức hình mà các bạn không quen sử dụng Photoshop hay là Lightroom, thì ở trong phần mềm Canon DPP cũng hỗ trợ các bạn tính năng đó. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng ngay sau đây. Để bắt đầu sử dụng, các bạn hãy lựa chọn công cụ giống như mình ở đây. Sau khi bạn lựa chọn và đợi một chút, phần mềm sẽ bắt đầu cho bạn chỉnh sửa. Ví dụ như ở trong bức hình này, mình phóng lớn 100%. Và mình bắt đầu chỉnh sửa để các bạn cùng xem nhé. Ví dụ như mình muốn xóa hai con thuyền ở đây, thì mình nhấn Select Copy. Mình nhấn ra một vùng như thế này để lựa chọn vùng ảnh mình muốn copy. Sau đó, mình thay đổi kích thước ở đây và mình nhấn vào đây. Như vậy là hai con thuyền của chúng ta đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta có thể thực hiện tương tự với các phần khác để xóa những vật chúng ta không mong muốn. Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn các tính năng chỉnh sửa nâng cao trong phần mềm Canon DPP. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn để các bạn có thể chỉnh sửa ảnh được đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.